Nữ giúp việc học cách mở két sắt trên mạng rồi mở két trộm của chủ nhà hơn 2 tỷ đồng để chơi cờ bạc, dốc cạn tiền để đánh tài, cuối cùng lại là xỉu. Nữ giúp việc tên Hoàng Thị Hải Ly, quê thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã được gia đình bà S thuê qua trung tâm môi giới việc làm. Gia chủ rất yên tâm vì ngoài sức khỏe, Ly không bị vướng bận quê nhà do đã ly hôn. Sau thời gian thử thách, gia đình bà S khá hài lòng vì người giúp việc chịu khó, chủ động và nhanh bắt kịp. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà cao tầng lúc nào cũng bóng sạch như lau mới. Mấy tháng ở nhà bà S, Ly tinh ý nhận ra ông bà chủ rất lắm tiền và để trong hai chiếc két sắt ở tầng 3, két có khóa và có cả mã số, và rất chủ quan tin tưởng két có mã nên sau khi khóa, gia chủ để ngay chìa gần đó. Máu tham nổi lên, nữ giúp việc lên mạng internet, lên YouTube rồi lên cả TikTok tìm đọc thông tin cách thức mở được loại két có mã số và dùng chìa. Kết quả đã mở được két và trộm luôn tiền cùng số vàng lớn trong két trị giá hơn 2 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt Ly phải cúi đầu thú nhận hành vi của mình. Cô khai nhận thêm, sau khi có số tiền lớn trong tay, cô đã đem nạp hết vào tài khoản game của mình, sau đó dốc cạn tiền đánh hết tiếng tài, nhưng khi mở 6 với 3 lại ra luôn 1 nên số tiền trộm cắp được lại về với cát bụi.